nó mới bê, bê chú chính mà. Dài quá, cái bàn nó cầm. Ủa? Mất gì? Nói là
biết luôn. Thôi tôi đến. Giao mày gì bảo. Lấy làm chỗ cho cà phê cho em hiểu. Gì ở đâu? Hả? Ở bên đó chứ đâu. Để hủ, để hủ gì cho em ra. Giao Mỹ anh nghe. Hôm qua hai sợi dây 25 nghìn. Quay đây. Quay đây. Lát về đây ông mua được hơn khác rồi. Cái gì? Lát về đây ông mua được hơn khác rồi. Để. Thôi đi cắt không? Cắt một. À không. Dây đừng dây bán dây vợ. Không ra anh. Lộn. Trừ tiền lại cho bạn nha Nhi. Ủa vậy? Ủa cái giá đó tôi cho rồi. Thế. Đây. Đúng rồi. Mình không có chớ gì hết. Giờ chỉ nhớ là. Ủa kẹo đồng không chấp hả? Dạ đó. Yeah. Rồi, nấu gì vậy? Biết, cái đồ hai á. Hai. Hãy đi cái gì sao cái đồ không có đâu không có làm chứ là có 10.000 hay không mà cũng bán vậy. Phải có 10.000 rồi mới được bán chứ cho. Đụng á, nó bị giống chụp được. Nãy giờ nó bắt trái nó đụng trái là hết trái teo rồi. Trái nó qua được gì mà đụng mất là chụp không được. Không, cả chân ba chạy đó rồi. Bắt đụng chụp trái thế chụp luôn. Chạy chạy nghe nghe. Cái tiêu nó thì qua được gì mà đụng mới được. Nó đụng quá được nhé. Ừ. Má nó liều mình mày ơi. Ê, ê.
Chắc chịu.
càng xương nghe hả? Chả đồ ơi, thắng giùm nó hả? Trời ta đụng được đúng không? Đâu? Nói nó đá nó đồ, cam ngay giữa. Quà mất chiếc. Tấn sẽ đá mấy cái lỗ nó dễ thiệt. Mày đá đéo được 1 năm thì đậu má nó đéo thì đậu. Mày đá cái quần. Mày thấy nãy lồn mày thủ này nó nằm không? Đậu mẹ nó không? Nó thượng lỗ luôn giữa làm mẹ nó nằm rồi. Mà hả? Nó chưa có cậu đâm rồi. Mày tí làm cho nó biết luôn rồi. Mà đậu quá nó binh nhưng mà bị kỵ binh bắt không được. Đâu? Nó đá nó bị ai vậy? Cần nói rồi. Đâu, bảo cái đậu của tụi tôi đá là ngon rồi. Đâu, đi thôi không biết tắt bảo sao đi. Sức chầm chầm. Nó rụt thử. Ừ, mày lách cái đậu của mày đó đây là được rồi. Thu nhạy lắm. Em đây. Đâu. Ok. Ok. Cái mày đĩa nó bóng, bổ đi. Rồi hoàn cái bấm nhiều quá rồi. Cái đứng yên luôn à. Đó, nó đứng yên nó đứng yên không tự được. Đó, đó. Đứng yên cho mình bác được. Phải biết đâu biết chuyện gì 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 gì. Thế con gì? Nó trắng bố rồi. Không có cái gì luôn á. Đừng có làm vậy với Hòa không? Má. Bảo đâu rồi, lên đi Hòa ơi. Bảo chơi nó càng quá. Ờ, hôm nay Hòa lại nguy hiểm hơn chứ. Ok. Hòa nó pin bát ngon mà. Hòa chơi gì nữa đâu. Sao lần này bảo đây là cái xe sai của mình á. Đủ là mình hai trái chứ bộ. Hòa sút ghê nhưng mà bát hơi khó qua châu á. Nó bắt được quà được luôn chứ đâu có. Nó bắt được quà được chứ đâu có. Quà mà bắt được nữa là thôi rồi, ai làm lại. Chứ cái xu nó lại đi chứ. Nó bảo xuống đây mà đi cầm cầm. Mỹ xu đi gì đây? Hoài Nhi, Mỹ xu. Ôi đâu. Không biết sao hết rồi, bài biết cái này. Rồi, cái tên mạnh kìa. Cái gì? Đây. Để coi có thì thôi để luôn. Sao không được rồi. Mới đứng yên cái đáy ngày có ngày mình tận cho cầm cho nó nặng xúc nó được. Thì nó khóc rồi. Giờ nhỡ. Ngày là hụt má xúc ngà trâu rồi má đuối rồi. Không biết không đấy. Đâu má, nó bay hai ngon nè. Xuống cho bay hay muốn xay. Xay. Ok. Ok. Xem mà Mỹ Xu có hắn nha. Hôm qua hồi xúc là do mình hủ. Giờ hôm nay hạ thủ là khác. À, nó hạ thủ là khác thôi. Quỷ mà, ngủ quá mà, ok. Nó là nhìn từng nó thủ rồi. Không, mẹ Mỹ cũng vẫn là được Nhi, Nhi với ai mà Nhi với bạn, có bạn Mỹ đó. Không cũng vậy đó, không? Không xỉn cũng xúc phèo kìa. Sao nó giờ bản chất con người rồi. Bản chất chứ không chở rượu gì hết. Quá đỉ mà. Đầu má. Đó, giờ mình mới đó. Nhìn thiệt coi chứ rồi. Okay.
pi tự nhiên mình ngửi cái mũi. Mày cũng cả mũi. Đấy, đi xem gì luôn. Tăng sọt thì đã tăng lại gì xây giữa xây dưới như trên là chỗ này. Xây hoài nào cho nó hở hở khối đựng quá mà sao lấy con trai giữa lộ quá sao xây giữa thì phải diễn bài đó đừng xây một lỗ hoài. Trời ơi, biết mình đá rồi chứ. Mày biết rồi, mày đá mày nhảy rồi. Trời ơi, xúc mày đau mày sướng.
Thì nó to hơn.
nó không có rớt mà nó còn còn mình chắc vậy không? Thì bảo được. Đó, thanh niên lâu năm mà được. Quá thì xúc luôn. À, nãy giờ Nhi xúc tỷ lệ bi đấy mà nó xúc tỷ lệ cao quá. Cái thằng nó mới sao rồi, xúc nó quá thì vô luôn. Ê, đủ quá. Mày chạy cái gì đi hoài? Chờ clip đi hoài sao đã được rồi. Xong kìa hạn gì nó canh điện tu. Nó gì tao đó, sao vô được. Nó dài đó, thầu thầu, thầu mới dùng đá này mày. Kiểu như mà đá dưới phần nó quen rồi, nhưng mà khi mình lên trên mình cảm giác bay mình chậm lắm. Đá dưới nó quen được. Trái nữa mà mất bằng rồi. Có gì cũng chạy thôi. Rồi làm gì, làm gì, làm xuống ơi. Làm gì? Đi hoài là biết tất cả đó. Alo, alo, ở đâu mà nhảy vậy? Sao bà anh bảo luôn. Kiếm dễ em xuống làm đi thủ. Luôn ta. Ai gà trâu.
Em có quấy với chị Xu em lên được không? Ê, ngon, cà thơm, cà thơm. Cà gì vậy? Trời ơi, cà thơm. Chị đâu có trời trả lồn, đâu dễ vậy. Rồi, không phải để nó xúc mà không vô cay. Nằm đây rồi gặp gặp cái thằng giống thằng chính à.
Đây. Bạn bè nhau không? Gì? Đúng thiệt luôn á, cứ gặp kính hoài. Tôi biết chỗ lần sáng với tao. Em lấy đồ nào ta, em lấy đồ em ơi. Đồ. Làm sao mà ra Hà Nội gặp kính nữa chứ. Đúng á, làm sao đây? Hồi lại gặp kính nữa là người ỉa. Kiếm chạy ok. Má xuống dưới đồ. Ủa mà đi 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 tao cặp cái ta. Mà bước ra solo thằng xuống dưới. Đi 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 tao cặp hả? DB thì sau đó sẽ có cái quyết nó không chịu. Có limited animation. Đây, có cái bài animation đó. Đồ. À, đồ có cái con cái đường không đủ được đâu. Quá cà cào cày thịt luôn. Má giờ tao cũng thấy đường mấy ơi. Mấy mình. Đồ má không thấy đường. Thì bà nghĩ đâu có trong mà đồ. Rồi đâu sợ con kia mà đâu. Mà
mày lau nhìn chân mày thôi, mày nhìn chân nó nhiều quá. Bắt cái đây nhưng mà không có nhìn chân. Bắt cạnh nó gạt gạt. Gạt nó cái là nó mất tăng. Ồ, nó mua chân cao luôn. Lấy đập thì đập. Rồi, má thắng giùm luôn. Rồi gần đâu rồi, tí rồi đó, phế mẹ đi ba hoa ơi. Cái lăn lắm. Quen track. Trời ơi, chân thấp quá. Lăn còn hay thua nữa. Cái coi phim thấy quá mẹ. Bạn đó tập trung. Chụp rồi. Thầy nó thấy rồi. Vậy xui thôi. Đúng rồi, vậy đó. Trời ơi, Châu kịch tỉnh quá, đã xéo đi. Đá là cũng có 300 năm mà đổ nó chắc Châu rồi. Đừng nó canh được nữa. Miếng cái này nhì. Nhì đổ đã nhỏ hoài luôn á. Tùy nhạc mày. Không lăn ngày nhì đang lên cái này em phút. Xem hoài cái đổ cái này miếng à. Đây mũi mày xem. Rấu hết mày. Đâu. Thấy chưa. Cái trâu cũng phải chết thôi. Đâu á. Thích bát. Ghê. Sự có chiều bắt cho ba này hay lắm nha. Nó bắt cái đầu của chúng ba người ta cho tập đồng đầu á. Quá ghê. Đó mà gặp mình lo ngại. Mình nó có đâu má lỗ năm mà Châu đứng luôn rồi. Tài sản luôn, nó dụ cho đáng luôn. Má ghê quá. Làm giật mình đứng yên mới tới sao nó xuất đúng. Hầu hạ. Nghe điểm luôn, nghe điểm luôn. Cái gì vậy? Trời, đặt không, quà, quà đặt là đúng rồi đó. Họ đặt nghe điểm luôn. Nghe điểm đây. Nó nghe điểm làm cho sâu vui. Bố đó. Gõ vô như nãy đồ quá, nãy đá chị đánh vô nó biếu gì điểm đâu. Quá hay nghiệp nó ăn á rồi. Thế nó mình bốc lại. Đây. Cái gì xô bị sai. Chết chả cái đồ máy siêu. Hay. Trời ơi, đừng có đâu chứ được. Đó. Ở dưới đây đi đâu. Xuống dưới nó đang hở dưới nó bóp cái nửa này rồi.
Đụng ra trời. Xôn thiệt luôn á. Bảo mày ngon. Sao Bảo? Ngon. Đụng cái lỗ đập gì? Giờ lên đi xuống cũng vậy à Châu à. Mà Châu ơi, để em bảo ngồi xuống đây vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Đâu, 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 đ
ta hả? Dương, không! Phải mẹ! Tặng quà mẹ! Nãy giờ tặng quà mẹ không nha! Hey, hey! Hay quá là như tiến bộ hơn tôi đó! Ở đâu quá mà mắt thiệt kìa. Ở đâu? Ừ. Mày đi xuống. Đó, con lon nhìn đi, tôi nhìn nó thật. Hay quá, xem trái cổ quá mà mày sẽ cố đi từ từ đá nha, lên nhanh lên trái lại. Bấm tắt điện cây trồng. 110 giờ này 135 được, mà này ăn ăn đứt đề luôn rồi. Rồi. Trời ơi, đó đó. Mới được chơi. Đặt này chắc sâu tới một rồi. Dẫn tới là đầu. Quá. Tóc một. Dưới lên đó. Mày đẹp mặt một rồi. Hả? Đẹp mặt tóc một rồi. Đâu, nãy giờ tôi thua không à? Nãy giờ bạn thua mà không thắng đâu. Vậy giờ là anh thua tóc một nữa. Nãy giờ thắng không trận à. Mình chơi cá kèo của mày. Nếu làm tóc một thì là tóc bài nè. 5.000. 5.000. Ok. Tóc một là 5.000. Rồi, đủ rồi, tính hết rồi. Ờ đâu, tính hết hay cái gì? Trận nào thua trận đó. Ê, hình như cũng sắp được. Đúng không? Thôi cũng sắp được. Hình như tập này xong xong. À, chắc được chưa? Không, mới chín năm mà. Không mấy năm. Vậy thì nếu mà đợt này mà chuỗi năm thì đợt sau tôi sẽ bán tiếp để tôi lấy. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
mày mày trúng chân tao. Đứng ngắm mày đúng không? Vô rồi. Vô rồi. Chấm đi vô tới các gì kìa. Vô đi cái vô chứ. Nice.
trời. Thế vậy mày. Đúng rồi, có con trai nữa, đủ. Thân chưa được cái mẫu. Ẩm. Ừ, mày quá. Đứng đầu đậu chân xúc chưa. Ở đâu rồi? Ở nói hà. Giống như cũng bài nha. Tao đã nói với rồi, tao lo bác nữa đi. Ừ, mày nói hay lắm. Đầu mắt mày nó hay chứ, lộn vô trong hay xui chứ. Xuống thủ cho chị đi kìa. Tao sơ hội cuộc châu. Đây. Gặp rồi, mà cuối cùng nó xuống, tâm linh gặp được nó rồi. À. Hay mình cả mình thù chứ, nó đổ hôn hạng như thì còn. Gặp cái gái đầu quá. Thôi, luôn. Rồi, chọn ăn cho nó vui. Bữa ăn mới biết nói sao không? Ai biết nãy đó thì hết tài chi. Cảm ơn. Thế đổ á. Ai biểu mà nãy đá qualify kiểu đá không thua á, mà đá quá trời đá là không giữ bài lại. Ý nói là kêu mình giữ bài, mày đâu có chơi lưu, mày đá hết bài. Lá đá 3 game, hai nhỏ được 3 điểm, 4 điểm. Có 2 game mình thắng luôn. Nhưng mà thiệt ra là tại vì cái trận qualify chồng chồng không được. Chứ không trăm trăm được. Ừ, chứ là phải là tại tao hết bài hay không? Không, mà đã vô mình chưa biết cái bắt là sao. Chưa, đá trăm vô mê. Chồng chụp cái gì vậy, không chụp bóng xa không à, trong khi nhỏ toàn sức miên. Chúng ta chỉ có một giữa hay là đi thôi. Nó xúc lanh vậy là chậm. Ừ. Ý là thì dễ phải. Thì dễ phải. Mặt nó thì đá dài, không đổi đá dài. Không làm được, không biết bao. Dù đá như gì. Sắp mặt về. À lúc đó nó tính coi nha. Nói chung á, nó muốn cầm thì tự thôi, nhưng mà đủ nó nấu cầm gan gác thôi. Cái đầu á, mắt nó mờ trong cái đường xuống dưới đi. Thằng ấy nó nói nó mắt nó mờ trong cái đường chập. Ai nghĩ mà nó biết vậy đâu luôn.
đâu. Thấm bò chân xuống. Thấy mà vô rồi thấm bò. Tao làm phần tay trái nữa, tao đã trái rồi. Dám đâu. Cậu mẹ cái này nữa, ăn đường trái rồi gì nữa. Đây, nó sự với tao đó chứ. Đâu má sáng đi. Má nó bắt vậy sao đỡ. Giờ tao bắt sao mà không đỡ quá à. Như vậy gặp trên đường chứ ba nó không gặp. Ôi trời, má nó lừa quá mà con ơi. Làm cái tay vậy với tao luôn. Nó còn nó nhảy. Không bán là không có top 1 đâu. Lâm con gà này. Không bán là không có được 5 ngàn đâu đó. Su quà bảo. Chỉ cần ăn tôi dán này thôi là không có được 5 ngàn. 5 ngàn bỏ luôn vậy ba luôn à. Ba được 5 ngàn nữa. Đây, đủ mẹ hết rồi. Đây. Dạ. Con sao rồi nó bắt sao? Được bạn đây. Tại cho dễ. Nó nhìn ngon rồi. Đây, đây. Hãy
quà ơi. Bác coi là hàng mà mày đổ rồi nó đón. Xung thủ được. Xét thì là cũng dữ lắm á. Xung ba trái nữa rồi. Cố lên xung ơi. Mỗi lần Hoàng nói vậy là xung lại muốn chụp. Cái gì vậy ta? Đủ thứ cái đây bắt được. Thì rớt không bắt được. Không bắt thì chứ đứng cái đây là. Ngay điểm kìa. Chưa. Nó phải nằm ở đây nè. Chụp hình đi, chụp hình tương đo đông đếm mà. Đem gà mà thì khó. Nhớ tiền dễ lắm.
cái gì nè. Này, thôi, giết nó luôn. Nè, vô bà trái thì không thấu, thấu. Okay. Okay.